ai cũng biết là Park Hang-seo tài, nhưng cụ thể là tài cái gì và tại sao anh ấy nóng này mà anh ấy lại không làm mất nhuệ khí. Thì lại cuối cùng nhờ anh phiên dịch. Anh mới thấy anh em anh phải thông qua tiếng Hàn rồi anh ấy mới truyền tải được tiếng Việt cho ông ấy. Kết quả là cái thời gian đó làm cho cái lửa nó dịu xuống. Chính anh thừa nhận điều đó. Đến khi mà ra sân thì va chạm với cái thằng tài ấy, đâu có phiên dịch, múc tiếng Anh luôn, thấy ra sai lầm. Cho nên vai trò rất quan trọng của giảm trận đấu thông qua anh phiên dịch. Cho nên lần này anh phiên dịch anh chào, thế anh phiên dịch mới có làm được động tác hay không? Một là truyền tải đúng, thứ hai truyền tải chậm lại để cho đừng nuôi cái nhược điểm của anh ấy. Tất cả những tình tiết này nó hay lắm, thì mình đọc để mình rút ra cho mình cái gì. Nhưng vấn đề là mình phải yêu nó thì mới đọc kiểu đó được. Nghe đấy, đọc rồi phân tích đúng, đọc phải nhận xét để phán, chứ không phải đọc để người ta sai bảo mình, đọc để hấp thụ thì lấy thông tin nhưng mà phán về tình huống. Thế nên là nó nên nó mới ghi vào đây, chứ còn anh đọc là giống như nước đổ lá khoai đổ đây đổ vụ sang tay này biến mất luôn. Xong bắt đầu nghe loáng thoáng ở đâu đó thì vẫn hiểu, mà thời gian lại đọc nhiều hơn thôi, mà cuối cùng không đọc lại được cái gì. Thì nó dẫn tới một thế cờ mình đọc mình yếu đó, thì nó dẫn đến kết cục là gì? Thất bại là mẹ thành công, không thất bại mà có bố thành công. Là vì lấy thất bại người khác mà thất bại cho mình. Còn không, người ta thất bại ê trẻ. Một vụ án là người ta lấy cặp là 4.000 tỷ, tức là mất 4.000 tỷ tiền học phí mà mình lại không rút ra cái gì. Về mặt triết học, cuối đời đi tù hết. Vậy thì đứng về mặt tư duy chiều dài, các anh ấy kém lắm. Vậy thì mình học được cái gì? Thế bây giờ tư duy chiều ngắn là tôi thắng anh, thì tôi thắng được một số tiền là 100 triệu. Nhưng mà người bên cạnh nhìn anh và tôi nhìn anh đến lần thứ hai thì anh sẽ thua 1 tỷ. Cho nên là cực kỳ ngu chứ không phải khôn. Thì tại sao? Tại thời điểm đó không nhường cho anh ăn 100 triệu đi, thì tôi lấy 1 tỷ. Đằng này anh lấy của tôi 100 triệu thì anh sẽ mất 1 tỷ. Thì mình phải rút ra cái gì? Không tài nào truyền tải. Vậy thì người ta cần tư duy dài hạn, đó là tư duy nền tảng. Người ta không cần tư duy tăng trưởng, vì khi nền tảng xong thì tăng trưởng là mặc định. Người ta lấy tăng trưởng mà người ta quên nền tảng thì nó tăng lên tí, tất cả phải trả giá. Đương nhiên là vậy. Trường Doanh Nhân PR Future.